Bà Lý Thị Dua, 62 tuổi, ở thôn Tẩn Trư, xã Tả Văn Trư, có con trai và con dâu đi sang Trung Quốc làm thuê từ sau Tết Nguyên đán Canh Tí. Hiện giờ bà Dua chỉ ở nhà trông coi nhà cửa, chăm sóc hai đứa cháu. Lúc đầu, bà không đồng ý cho con trai và con dâu đi vì lao động vất vả, lại có nhiều nguy hiểm. Nhưng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên đành đồng ý. Vợ chồng chúng nó đi hết, mình ở nhà trông nom các cháu thì mình khổ. Mình không lăn lộn vất vả làm sao mà con chúng nó được ăn. Phải kiếm tiền cho chúng nó đi học. Khi ốm đau, thanh niên đi làm thuê hết, mình già thì làm sao đưa được chúng nó đến trạm y tế. Chỉ biết ngước mắt nhìn thôi. Mong hai con sớm về đoàn tụ gia đình, chứ đi mãi không thấy về, lo lắm. Vợ chồng anh Tráng Xeo Chủ, thôn Xà Ván, xã Tả Văn Chư, vừa trở về từ Trung Quốc sau 7 tháng xa nhà. Vừa quyết dọn ngôi nhà mới hoàn thành, anh Chủ cho biết đây là thành quả sau 5 năm hai vợ chồng đi làm thuê bên Trung Quốc. Thường thường đi làm bên đấy là cũng làm được nhiều năm rồi, nhưng mà tương đương công việc thì cũng hơi vất vả tí. Nhưng mà mình cảm thấy là làm bên đấy cũng là cuộc sống giống như vẫn là phù hợp với mình. Thực tế, tại xã nghèo Tả Văn Chư, trong 3 năm trở lại đây, mỗi năm có từ 300 đến 350 lao động rời địa phương, vượt biên giới, đi ra nước ngoài tìm kiếm việc làm. Nhờ nguồn thu nhập từ làm ăn xa nhà, mà nay trên địa bàn xã đã có hơn 100 ngôi nhà xây kiên cố, khang trang. Chính quyền địa phương có đưa ra nhiều giải pháp để níu chân lao động. Nhưng người dân ở đây lại muốn sang bên kia biên giới làm thuê vì được trả công cao hơn. Chúng tôi cũng đang phát triển. Một là trong triển khai như là trồng cây đương quy các cánh để làm để giúp cho bà con nhân dân để ở lại để tập trung vào sản xuất những cái cây dược liệu. Và hai nữa thì cũng phát triển là trong triển khai là hiện nay thì cũng là trong phát triển về cây ăn quả thì chúng tôi cũng đã là để giữ chân để bà con nhân dân ở lại thì trong sau khi hết một vụ thì bà con nhân dân tập trung chăm sóc các vườn cây ăn quả. Không thể phủ nhận hiệu quả kinh tế từ lao động làm thuê, nhưng người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác khi sang lao động làm thuê tại Trung Quốc. Bởi đây là thị trường lao động ngoài nước. Nếu đi chui, rất dễ gặp rủi ro đáng tiếc vì không được đảm bảo các quyền lợi về lao động, khám chữa bệnh. Chưa nói bố mẹ già, con cái ở nhà không được chăm sóc cẩn thận. Thanh thiếu niên dễ cuốn vào các tệ nạn xã hội. Và không ai biết hết được, phía sau những ngôi biệt thự khang trang trên non cao còn có những rủi ro, hay hệ lụy gì?